Này là con một đầu vào dòng và một đầu vào áp thôi. Còn ADE7758 thì nó sẽ có ba cái đầu vào dòng vào áp của ba pha. Được nhá. Đây là sơ đồ nguyên lý của mạch đo. Thế thì sơ đồ nguyên lý của mạch đo thì các bạn lưu ý cho cô, đây là cái đầu vào dòng. Đầu vào dòng này. Còn phía này là đầu vào áp. Dòng và áp tức thời nha các em nhé. Thông thường trong trường hợp nếu mà mình đo thì mình thông thường ở các cái mạch cũ thì người ta phải chuyển sang một chiều, tín hiệu một chiều để đưa vào đo. Tuy nhiên thì đối với lại dùng ADE thì đầu vào nó là xoay chiều, đó là tín hiệu dòng và áp xoay chiều một pha. Tín hiệu điện áp. Cái này nó bị làm sao nhỉ? Tín hiệu điện áp. Đúng nào? Như cô nói hôm trước thì tín hiệu vào dòng hoặc áp mà lớn ấy, thì mạch đo nó không chịu được, cho nên là chúng ta phải tiến hành làm giảm dòng bằng cách là qua biến dòng TI. Cái chỗ này là TI. Đúng nào? Current transformer. Đó, biến dòng. Trong trường hợp giả sử chúng ta mà dùng cái biến dòng là 1200 chẳng hạn. Nếu mà là 1200 mà dòng điện ở đây cô cho định mức là 5A. Đúng nào? Thì dòng ở bên thử cấp nó sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? Hả? Bạn nào tính cho cô cái? Dòng thử cấp này bằng bao nhiêu? Miliampe. Bằng 4 miliampe. Bao nhiêu? Bằng 4 ạ. 4 miliampe. Đúng đấy. Các bạn tính đi nha. Cô không tính đâu. 4,2. Thế thì đây là đầu vào dòng. Tuy nhiên là cái tín hiệu mà đi vào ADE ấy, cái chỗ này này, nó lại là một tín hiệu áp. Đúng không? Bởi vì áp và dòng thì nó có mối quan hệ ràng buộc với nhau là thông qua U sẽ bằng I nhân R. Đúng nào? Đấy, tín hiệu vào của nó lại là áp. Thực ra tín hiệu ban đầu ấy nó là dòng. Đúng nào? Nhưng mà người ta sẽ quy ra áp để người ta đưa vào trong con ADE. Đúng nào? Thế đây này là gì đấy? Áp của đầu vào dòng. Các bạn nhớ cho cô nhé. Đúng nào? Còn ở dưới đây là gì đấy? Là tín hiệu áp của đầu vào áp. Hai cái chân ở phía dưới đây này. Là áp của đầu vào áp. Đó. Thế thì ở đây là chúng ta thấy là người ta móc thêm điện trở xun là 220. 220 cộng với 220 thì điện áp ở đây là bao nhiêu đấy? Chúng ta nhân ra thôi. Đúng nào? Nhân ra thì ra áp ở đây. Và cái tín hiệu áp của đầu vào ADE này này nhá, tín hiệu áp của đầu vào ADE này nó sẽ có cái giá trị peak, tức là cái giá trị lớn nhất ấy. V peak ấy. V peak có nghĩa là giá trị đỉnh, hay còn gọi là điện áp mắc ấy. Đúng là giảm biên ấy. Thì cái giá trị của nó lớn hơn hoặc bằng, là nhỏ hơn hoặc bằng
này 5/3. Con là cái data sheet của con ADE. Đây ADE 7753. Đây. À, chúng ta nếu mà khi mà chúng ta làm về cái con này thì chúng ta sẽ search cái data sheet của nó nhé. Thì cái trong cái data sheet thì nó có những cái đặc V là positive đấy, N là negative đấy. Thì nó ở chân đây. Chúng ta đọc cái sơ đồ chân của nó. Đây. Cái sơ đồ chân của nó đây các em ạ. Đúng nào? Thì cái giá trị điện áp V peak ấy, tức là max ấy, đúng nào? Nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng là 0,5V. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Nó có một số các mức nữa, ví dụ như cộng trừ 0,25V hoặc cộng trừ 0,125V. Nhưng mà lớn nhất là nó phải đảm bảo là nhỏ hơn hoặc bằng 0,5V. Các bạn nhớ cho cô nhé. Đúng nào? Trong trường hợp nếu mà làm sai nó lớn hơn cái giá trị này thì có thể là nó sẽ quá áp của con ADE. Con ADE nó có thể chết hoặc là có thể là gì đấy có cái sai số lớn. Nhá? Đúng nào? Cho nên cái đầu vào ở đây thì các bạn lưu ý cho cô là cái điện áp đầu vào chỗ này và cái điện áp ở đầu vào chỗ này. Là nó sẽ không được vượt quá 0,5V. V là nhỏ hơn hoặc bằng. 0,5V. Ngoài ra còn có các cái mức điện áp khác nhé, như cô vừa mới xe bạn này, đúng không? Đây là cái chúng ta lưu ý. Thế thì ứng với cái điện áp người ta yêu cầu của con ADE như thế này, thì các bạn phải tìm cách để làm sao đây? Thứ nhất là giảm dòng xuống, đúng không? Thứ hai là làm sao đây? Chọn cái điện trở xun, đúng không? Điện trở xun ở chỗ này. R3 chọn cái điện trở xun ở chỗ này R3 và R4 sao cho nó phù hợp, đúng không nào? Bởi vì chúng ta biết là U thì sẽ bằng là R nhân với Y mà Y nó nhỏ rồi, nhưng mà nếu mà R ở đây chúng ta chọn R xun điện lớn hàng kilo ohm chẳng hạn thì cái áp này nó sẽ tăng lên, được chưa nào? Đó là cái đầu vào dòng các em nhé, nhớ là cái đầu vào dòng ở đây.
Thế còn cái đầu vào app ở đây thì cũng phải hạ nó xuống bằng cách một là cho qua biến app, hai là chúng ta dùng phân app. Đúng không? Biến app thì dễ rồi. Ở trong trường hợp này là cô đang không dùng biến app thì cô cho thẳng cái điện áp 220V xoay chiều ở chỗ này. Chúng ta giả sử chỗ này là điện áp 220V xoay chiều. Đây, 220V xoay chiều ở đây. Thì chúng ta phải giảm như thế nào đó để là gì đấy, tạo ra cái điện áp peak là 0,5V ở đây. Vậy thì chúng ta tính cái điện trở phân áp như thế nào ở trong trường hợp này. Các bạn nhìn ở đây nhé. Chúng ta nhìn kỹ ở chỗ này này. Cái con tụ này, tụ 12 này, 104 này, tụ 104 này. Đúng không? Cái tụ nó nằm ở chỗ này, nó nằm ở chỗ này. Đúng không? Thế thì một bạn tính cho cô xem là cái áp ở đây nó vào là bao nhiêu? Nếu mà chúng ta dùng các cái điện trở ở đây, đây, áp vào ADE ở hai cái chân V2P và V2N này. Đúng không? P là positive nhé, N là negative. Đúng nào, có âm dương đấy, đúng nào. Thế thì điện áp ở đây bằng bao nhiêu? Hỏi các em, tính cho cô cái. Bạn nào tính cho cô cái em à, đây là bằng tính xong chưa? Nhân với lại điện ở đây R 5 cộng R 7 bằng bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu em? 0,44. Vô này. Đấy, cái vô này là vô AC nhá, VAC nhá, tức là xoay chiều đấy các em ạ. Không phải một chiều đâu, bởi vì tín hiệu của mình VAC, đây là VAC nhá, đúng không? Tích của nó đấy. Thì 0,44 thì nó nhỏ hơn 0,5. Thế là thỏa mãn điều kiện rồi. Đúng không? 0,5V. Đó. Còn trong trường hợp nếu mà làm sao đấy, người ta muốn tốt ra và thông thường người ta thường làm thế thì người ta cho qua gì đấy, qua biến áp các em nhá. Đúng không? Cái chỗ này trước khi vào cái chỗ này thì người ta cho qua một cái biến áp. Này. Thế thì trong trường hợp em ấy đo lường một đầu nhạc 2V, không lấy 9V hoặc 5V tùy. Đúng không? Cô lấy ví dụ như là 15V. Tại sao cô lại tốt hơn? Bởi vì nó là một cái nếu mà điện áp ở đây mà là 9V, đúng không? Thì chúng ta sẽ chọn cái tỷ số phân áp như thế nào để được cái giá trị nhỏ, điện áp nhỏ là hơn 0,5V. Ví dụ thế, à, chọn như nào? Nếu mà cô qua một cái bộ biến áp xuống 9V, đúng không? Thì nên chọn cái gì nhỉ?
chọn tỉ số bao nhiêu? 0,5 này thì nó sẽ giảm bao nhiêu? Giảm bao nhiêu lần? 9 này chia cho 0,5 này bằng này. À, tỉ số phân áp là 18 lần. 18 mà nếu mà chúng ta chọn là 3/5 thì là ok. Nếu mà R7, ví dụ R7 ở kia chúng ta chọn là 3 kilo ohm chẳng hạn. 3 kilo ohm nhá. À không đúng. 1/18 cơ mà. 1/8 thì nếu mà thằng này là 1 ki thì thằng này phải là 17 ki. Đấy, ví dụ thế. Thì nó sẽ cho chúng ta cái tỉ số là 1 cho chúng ta tỉ số điện áp ra sau phân áp nó sẽ bằng là 9 V nhân với lại 1/18 đúng không nào? Và nó sẽ xấp xỉ là 0,5 V. Cô tính đúng không các bạn? À, cô có tính đúng không đây? Các bạn kiểm tra lại nhé. Đúng không? Alo. Có theo đúng dõi không đây? Có đúng không? Đúng hay là sai? Đúng ạ. Rồi, ok. Đấy, đúng rồi. Kiểm tra check lại nhé. Đó nào. Cho nên là chúng ta khuyến khích là cho thêm cái điện áp vào. Thêm cái biến áp vào đây. Đúng nào, để cho nó vừa giảm áp nó lại vừa cách ly.
Được chưa nhỉ các bạn? Alo, chỗ này các bạn có lăn tăn gì không? Lăn tăn thì nhớ hỏi lại cô nhá, bởi vì chỗ này nó cũng không phải là dễ đâu. Đó, các anh các chị làm đồ án của khóa này, ví dụ như là có trên cũng làm về một cái thiết bị đo, ví dụ đo các cái thông số điện một pha, dòng áp, công suất, năng lượng. Ví dụ chúng ta có thể làm được chế tạo một cái công tơ cho nhà chúng ta chẳng hạn, công tơ số thế, thì chúng ta cũng dựa vào cái con IC này nhá. Còn trong trường hợp đấy là con IC 775 ở đây chúng ta thấy là làm sao đây, ở đây là có dòng áp pha A này, rồi là dòng áp pha B này, rồi là vòng dòng áp pha C này, là ba pha đấy, pha A, pha B và pha C, đúng nào đó đấy, ví dụ như thế các bạn nhé. Rồi, về thuật toán đọc thì các bạn lưu ý cho cô là làm sao đấy, trong trường hợp đối với IC AD7753 như cô đã giới thiệu ở trước ấy, thì nó có những cái thanh ghi này ở trong ruột của nó. Ví dụ như là công suất tác dụng, công suất biểu kiến, rồi là UI hiệu dụng. Thì chúng ta chỉ việc là làm sao đấy kết nối con ADE này với vi xử lý và làm sao đấy, đọc các cái thông số này ra từ gì đấy, từ từ ADE, sau đó là tính toán hệ số công suất cốt phi chẳng hạn, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có thể là tính được cái gì, ví dụ chúng ta tính được thêm gì đấy quy chẳng hạn, đúng không nào? Đó, đấy là cái phần gì đấy, phần ADE, đúng không nào? Để mà sâu hơn nữa thì làm sao đấy, nếu mà học sâu hơn nữa thì chúng ta sau này chúng ta sẽ học ở cái môn gọi là môn thiết bị đo và điều khiển công nghiệp, đúng nào? Ví dụ trong cái môn tiếp theo đây là môn thiết bị đo và điều khiển công nghiệp thì chúng ta sẽ học học kỹ hơn thì phải, cũng nhớ không nhầm là chúng ta sẽ học kỹ hơn về cái phần này một chút, bởi vì môn vi xử lý hai nó rất là nhiều, nhiều nội dung, cho nên là nó rất là khó để mà nói sâu hơn. Ví dụ cái môn thiết bị đo này chẳng hạn, môn thiết bị đo điều khiển công nghiệp chúng ta sẽ học trong tới, thì cái phần này cô cũng có thể nói qua một xíu. Về phần một pha và ba pha, đâu nhỉ? Đây, ví dụ như đây, ví dụ như chúng ta muốn đo, ở đây chúng ta muốn thiết kế một cái mạch đo đúng nào, thì sơ đồ khối của nó như thế này, sơ đồ khối là tải nó như thế này. Đây là dòng, đây là cái tín hiệu dòng áp một pha, nó đi vào biến áp và biến dòng thông qua mạch lọc, thông qua ADE, thông qua vi điều khiển và hiển thị, đúng nào? Sau đó chúng ta dựa trên cái sơ đồ khối này, chúng ta sẽ thiết kế gì đấy, sơ đồ nguyên lý của nó như thế nào, có nhiều các cái sơ đồ nguyên lý, và làm sao đây chúng ta sẽ thiết kế xong phần cứng thì chúng ta sẽ đi lập trình, ví dụ như thế, để chúng ta có thể là thu thập và đo đạc nhá. Đó, đấy cô giới thiệu qua như thế về ADE. Tiếp theo là làm sao đây, về phần đo nhiệt độ. Đo nhiệt độ thì trong cái phần đo lường công điện thì chúng ta đã học rồi, đúng nào? Có rất là nhiều các cái phương pháp để đo nhiệt độ, ví dụ như là chúng ta có thể là dùng gì đấy, nhiệt điện trở, dùng cặp nhiệt điện hoặc là các cái con chip để đo nhiệt độ của môi trường, ví dụ như DS18B20, LM35, LM335, đặc tính của những cái cảm biến này chúng ta đã được học trong môn gì đấy, đã được học trong môn đo lường không điện nhá, đo lường không điện các em nhá, đúng nào? Cho nên các bạn lưu ý làm sao đây, có thể là vấp phải cái chỗ nào thì cô sẽ nói thêm cái chỗ đấy thôi, chứ còn thực ra là làm sao đây, tất cả những này chúng ta đã học ở trong môn đo lường không điện rồi, đúng nào? Học rất là kỹ rồi, tính chất đúng là đặc
tính, vân vân. Nào, thế thì có một cái con IC mà làm sao đây, tín hiệu đầu ra của nó là dạng số, đúng không nào? Nó là dạng số, không phải là dạng tương tự như là LM35 với LM335, đúng không nào? Nó là dạng số thì chúng ta kết nối vi điều khiển với lại con này, nó chỉ là bằng một dây thôi. Ví dụ giả sử như chúng ta có con vi điều khiển ở đây, đúng không nào? Chúng ta sẽ kết nối với con IC này rất là dễ dàng, chúng ta không cần cái bộ chuyển đổi chuẩn hóa gì cả. Chúng ta chỉ kết nối một dây thì sau đó là làm sao đấy, chúng ta có thể lập trình để chúng ta lấy cái tín hiệu nhiệt độ từ cái con IC này, đúng không nào? Đấy, chúng ta kết nối vi điều khiển. Vi điều khiển có thể là chúng ta ghi là MIC hoặc MCU, đúng không nào? MCU. Đó. Thì con IC này sau này chúng ta rất hay dùng nhé, đấy là con DS1. DS18B20, đúng nào? Phải kết nối như này và nối một dây vào trong vi điều khiển. Ví dụ đây là một mạch, đúng nào? Mạch để đo nhiệt độ và hiển thị trên gì đấy? Đo nhiệt độ và hiển thị trên trên LED, đúng nào? Cái này hình như là cô cũng đã gửi cho các bạn rồi đúng không? Cái con DS18B20 này này, cô đã gửi rồi đấy. Các bạn, nếu mà các bạn có cái D13, D10, đây là D13, D14 nhỉ? D14. Đó, D14 này thì chắc là cô cũng đã gửi rồi đấy. Gửi về cái mạch này này, xem cái phần file nhá, đúng không nào? Vậy đây, LM đây là LM35 này, mét bảy canh đây, 16 này, bài 16 này, xem tin nhắn gốc này, đấy cái bài 16 này chúng ta có thể mở cái bài 16 này ra. Thứ rất này, bài 16 này, đúng nào, thì có thể chế phỏng bài 16 đây. Mở thử xem nào, các bạn ấy làm thế. Các bạn nhìn thấy không? Ví dụ này cũng tăng lên này. Đó, tăng lên ví dụ như đến 24 độ, 25 độ chẳng hạn, ví dụ như thế. Thank you.
Chúng ta tham khảo cái cốt này đầu năm đó. Ở đây có những cái khai báo ở đây ai bảo các biến các cái sắp đầu vào của cả biến này đúng nào đó. Thế cái chương trình thì khi mà vào chương trình chính thì trước khi mà nó là đầu vào thì nó sẽ xóa cái này đi và được đúng không? Sau đó thì nó sẽ xét cái này lên. Ôi, cô chưa xem cái màn hình đấy này. Ôi thế à? Có thấy không nhỉ? Các bạn có nhìn thấy không nhỉ? Rồi ạ. Có nhìn thấy full không? Có nhìn thấy không? Rồi ạ. Nhìn thấy rồi. Đấy. Đó thì có những cái chúng ta reset này. Chúng ta tập lại là chương trình con, các bạn nhìn thấy không? Chương trình con thì ở cuối nó có cái lệnh return này. Ở đây là một chương trình con. Đó. Cái sau cái lệnh này thì lại có một gặp một cái lệnh là return này các em này. Đúng nào? Đây lại là một chương trình con khác này. Là viết một bit này. Đây là cái chương trình để viết vào. Đây là chương trình đọc này, đọc ra này. Đúng nào? Đây là cái chương trình reset. Một cái chương trình con là reset cái giá trị cho DS180 rồi là viết một bài này. Đúng nào? Chương trình viết một bài đây cô. Các bạn cứ đọc dần nhé. Đây này, cô ký hiệu đây là một cái chương trình con này. Xong đến đây, cái chương trình này là chương trình viết một bit này. Đúng nào? Chương trình này là chương trình đọc một bit này. Chương trình này là chương trình con reset DS180 này. Bởi vì các bạn cứ nhìn đến lệnh reset là kết thúc một chương trình con đấy. Đúng nào? Đây là write một bài này. Xong là nó sẽ read một bài này. Đấy. Xong hết chương trình read một bài này thì nó đến cái chương trình delay này. Đó. Delay đây là chương trình delay. Đó. Đây đến đây là hết một cái chương trình delay này. Đó. Rồi xong đến một cái chương trình đấy là hiệu chỉnh. Hiệu chỉnh giá trị nhiệt độ này. Đúng là đến đây là hết cái chương trình hiệu chỉnh giá trị nhiệt độ này. Đúng nào. Chúng ta cứ đọc dần đi. Đến đây là kiểm tra này. Kiểm tra đến chỗ này là thoát khỏi cái chương trình kiểm tra này. Đúng nào. Đây là hiệu chỉnh giá trị nhiệt độ. Âm. Đúng nào. Thế đến cái chỗ này là ARANET. ARANET có nghĩa là chương trình hiển thị đấy các em ạ. Chương trình hiển thị ở chỗ này này. Chương trình hiển thị ra cái gì đấy. Cái LED 7 thanh này này. Đúng nào. Cái đoạn này là đoạn chương trình gì đấy. Hiển thị này. Nó đọc nhiệt độ về. Sau đó là nó chuyển sang BCD. Chuyển sang BCD xong là chuyển sang gì đấy. Mã 7 thanh xong hiển thị. Đấy. Thì hết cái chỗ này nó là hết cái chương trình hiển thị này. ARANET. Chúng ta làm ra nó out cái giá trị nhiệt độ ra LED đấy. Đúng nào. Thế sau đó đoạn cuối này là gì đấy em chương trình delay thôi. Đúng không? Đây, delay một đoạn đấy thôi. Huy làm cái gì đây à Huy? Giơ màn Huy. Có em. Làm cái gì mà cứ out ra vào xong bật mic lên thế à? Xin lỗi anh em, của em máy tính nó bị sập nguồn nên là em không biết. Đó. Đây,
cái chỗ này là reset là chương trình chính, là những cái chương trình con thì những chương trình con thì lại bố trí ở bên trên, đó là chương trình chính. Khi mà reset phát thì nó dăm đến chương trình chính. Những này, những cái chương trình này là những cái chương trình con nha. Thông thường thì cô sẽ để những chương trình con này phía dưới, nhưng bạn này bạn lại tống hết cả chương trình con lên phía trên. À, các cái đoạn chương trình là chương trình con lên phía trên, còn chương trình chính thì bắt đầu nó ở chỗ này cơ. Đây mình đã bắt đầu main, main nó bắt đầu chỗ này. Đó, đây là delay. Main nó bắt đầu ở đây cơ, đúng nào. Xong đến chỗ này là long dăm again. Đây, again, again này. Đây là cái đoạn chương trình chính của nó đây. Đây là cái đoạn, cả cái đoạn này là main, chương trình chính này. Đó, bạn nhớ cho cô bạn. Chúng ta phải biết đọc cái chương trình. Thế sau đấy đến đến hiển thị ở đây thì nó lại là một chương trình con khác này. Các bạn nhìn các bạn có thể biết để làm ra đây chúng ta đọc hiểu chương trình. Nếu không thì làm ra đây chúng ta sẽ không biết được đoạn nào nó vào cái đoạn nào nhé. Đúng không nào? Trong cái chương trình chính thì nó sẽ gọi chương trình là hiển thị. Đây này, trong chương trình chính thì gọi chương trình hiển thị. Trong chương trình hiển thị thì nó gọi các cái chương trình ví dụ như hiệu chỉnh, kiểm tra và avalanche. Đó. So sánh giá trị là một cái chương trình relay set nhạc 2. Đoạn này nhỏ tí, nó chỉ có một lệnh thôi mà bạn ấy cũng xếp vào một cái chương trình con, đúng không? Nhìn nó rất là buồn cười. Đây là nhiệt độ đặt, đây là cài đặt nhiệt độ. Đó ra nó dâm chương trình chính rồi, lặp đi lặp lại hiển thị đến đây là một cái chương trình, hết một chương trình con. Đây là thêm một cái delay nữa, thêm một cái chương trình delay nữa. Bạn ấy làm lắm chương trình delay thế chứ này, đúng nào. Còn ở dưới là cái tra bảng các em ạ. Đây tra bảng này là mã mã bảy thanh của các cái con số, đúng nào. Mã bảy thanh của các con số, đây là chương trình tra bảng luôn nào. Đó. Cái bài 16 nhé, các bạn về các bạn đọc thêm, các bạn có cái gì không hiểu thì các bạn có thể hỏi. Cô đã chết rồi, hình như cô dừng cả rồi, đâu nhỉ? Các bạn có nhìn thấy cái slide của cô không nhỉ? Nó đang ở cái đâu? Nó đang ở cái chỗ gì nhỉ? Chỗ đo nhiệt độ đúng không? Đúng nào. Ok. Đó. Đấy là ví dụ về cái mạch để đo nhiệt độ dùng DS18B hay không. Đúng nào. Còn cái trong trường hợp này thì lại khác này. Trong trường hợp này thì đo nhiệt độ. Trong trường hợp này là cô lấy ví dụ về không phải đo nhiệt độ, mà cô lấy ví dụ về một cái... cái mạch này là mạch đo điện áp. Đo điện áp một chiều. Đo điện áp một chiều hoặc là từ nhiệt độ chuyển sang điện áp từ nhiệt độ nhé. Trong trường hợp một số con IC LM35, LM35 hoặc là LM335 chẳng hạn. Thì đầu ra của nó là áp. Đầu ra của nó là áp, áp một chiều đấy các em ạ. Hiểu không nào? Các bạn đã biết là ví dụ LM35 này thì là 10 mV trên 1 độ C đầu ra. Nha, đúng nào. Cái chỗ này này là 10 mV trên 1 độ C, còn cái này là 10 mV đầu ra trên 1 độ K. Đúng nào. Thế thì cái đầu ra của cái cảm biến này nó sẽ là áp một chiều. Đúng nào. Cái áp một chiều thì chúng ta có thể là khuếch đại lên. Đúng nào. Chúng ta có thể được khuếch đại lên. Khuếch đại lên. K lần. Sau đó làm ra đây chúng ta sẽ vào ADC. Ví dụ trong trường hợp này cô vẽ ở đây là ADC 0809 chẳng hạn. 0809 đã tạo là con ADC 8 bit nhé. Đúng không nào? Đó. Thế thì u đo ở đây cái chỗ mà điện áp này này. Chỗ điện áp này này. Đúng không nào?
thì nó chính là cái chỗ này, u vào ở đây, đúng không nào? U vào ở đây. Còn ví dụ như ở phía ngoài, phía trước này này, nó là một con cảm biến nhiệt độ chẳng hạn. Đây là cảm biến nhiệt chẳng hạn. Ví dụ như thế, cảm biến nhiệt là NM35 hay NM335 gì đó, đúng không nào? Chúng ta mặc vào đây, cảm biến nhiệt, đúng không nào? Nó sẽ đầu ra của nó sẽ ra áp, đúng không nào? Áp chúng ta có thể là suy giảm hoặc là khuếch đại. Cái chỗ này có thể là suy giảm hoặc khuếch đại nhé, đúng không nào? Còn trong trường hợp đối với cái mạch này ấy, thì nó đang là ở cái trạng thái là gọi là suy giảm đi, đúng không nào? Suy giảm đi. Trong trường hợp nếu mà áp này mà làm dây lớn hơn 5V thì nó sẽ suy giảm đi. Còn đối với này đầu vào của cảm biến nhiệt thì thông thường là nó sẽ phải khuếch đại lên. Đây. Nó sẽ qua một cái mạch khuếch đại. Thông thường nó sẽ qua một mạch khuếch đại đây. Khuếch đại. Cho một mạch khuếch đại, đúng nào, cho nó vào. Bởi vì thông thường là cái giá trị đầu ra của cảm biến này nó rất nhỏ, cỡ millivolt thôi mà, đúng nào. Còn trong trường hợp này thì lại khác. Đây là trường hợp mà điện áp nhỏ nhá, đúng nào. Điện áp nhỏ thì người ta làm như này. Còn nếu mà trong trường hợp phân áp như thế này thì cái u in này nó phải đảm bảo nó nhỏ hơn 5V. Giả sử trong trường hợp cái u đo này mà chúng ta có tầm khoảng độ nó tầm khoảng 10V chẳng hạn, đúng nào, 10V thì không vào được thẳng ADC, bởi vì U reference của ADC nó thường thường là nó chỉ là 5V thôi, thì chúng ta phải suy giảm nó đi, tức là chúng ta chia hai phân áp nó đi, thì cái U này nó sẽ không quá là 5V. Đó, đấy là một cái cách mà khuếch đại hoặc là suy giảm để tín hiệu vào nó chuẩn, đúng không? Và thông thường tín hiệu vào chuẩn này ấy, thường thường nhé, U reference của ADC là thông thường là bằng 5V, thì cái điện áp U in này, đúng không? Nó thường thường là làm sao đấy nhỏ hơn 5V. Các bạn lưu ý cô. Đúng nào, cái chỗ này gọi là gì đấy? Chuyển đổi chuẩn hóa. Chuyển đổi chuẩn hóa. Để vào đến ADC, vào ADC xong là nối với gì đấy? Vi điều khiển. Còn bộ phận này là bộ phận hiển thị. Có thể là chúng ta cho hiển thị LED hoặc là hiển thị gì đấy? Hiển thị LCD tùy nhá. Bộ phận này là bộ phận hiển thị giá trị. Đúng nào? Trong trường hợp này là gì đấy, LED hoặc là chúng ta có thể dùng LCD tùy nhá, bởi vì chúng ta đã học kết nối LCD rồi mà, đúng không nào? Đây. Một cái trường hợp khác là chúng ta đối với một số bạn ấy còn không thèm chuyển đổi chuẩn hóa nữa, bạn ấy cho thẳng con LM35 phi vào con ADC luôn. ADC này là ADC, chữ nó hơi bé, tôi ghi vào đây. MCP3204, con ADC này là ADC 12 bit nha các bạn nhé. Đúng không nào? Đó. ADC là 12 bit. Thì kết nối thẳng LM35 với ADC này và chúng ta kết nối với vi xử lý ở đây. Đây, vi xử lý chúng ta kết nối đây. Các bạn cố gắng khẩn trương học nhanh nha, bởi vì là chúng ta sắp thi đến nơi rồi đấy, hình như là tuần sau nữa đúng không? Vi điều khiển. Đúng không nhỉ? Cô thấy có lịch thi rồi đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Hình như là thứ hai tuần sau nữa thì phải. Đầu tuần. Sao cô thấy mạng của các bạn lag thế nhỉ? Lag hay là mạng của cô lag nhỉ? Của bạn Đận Vương lên. Các bạn là cô đang không phải là cái mạng này nó hơi yếu. Cô đang không biết là mạng này nó có vấn đề không. Các bạn vẫn nghe được bình thường chứ? Vẫn nghe được ạ, bình thường. Okay. Đó. Tiếp theo là chúng ta sang cái sơ đồ ghép nối giữa
giữa vi điều khiển với ADC 0804. Đó. ADC 0804 đây. Con này là ADC 0804 và con ADC này cũng là ADC 8 bit. ADC 0804 nhá, là ADC 8 bit. Con này nó khác so với con 0809. 8 bit. Và nó khác con 0809 khác ở điểm nào? Khác ở điểm nào? Bạn thử nhìn xem khác ở điểm nào. 0809 ở bên trên này này. Đấy. 0809 đây, không mà 09 đây. 0809 nó có 8 đầu vào, in từ in 0 đến in 7. Nhưng con ADC 0804 nó có 1 đầu vào thôi. Đúng. Thứ nhất là ADC 0804 thì có 1 đầu vào. Đầu vào in ấy, nó ký hiệu là in ấy. Còn đối với ADC 0809 thì nó có 8 đầu vào. Cho nên là trong trường hợp này chúng ta có thể đo đa kênh được. Cái thứ hai đấy là làm sao đấy, nó giống nhau thì nó giống nhau là đều là 8 bit cả rồi, đúng không? Thế nhưng mà đối với V reference, tức là điện áp chuẩn ấy của thằng 0804 thì nó hơi khác so với lại V reference của ADC 0809. V reference của ADC 0809 thì nó bằng 5V. Nhưng mà đối với ADC 0804 thì nó có các cái mức điện áp, ví dụ như là ở đây. Bạn có thể nhìn thấy đây. Đây. Cái của con ADC 0804 thì nó có nhiều mức dựa vào cái chân V reference chia 2 ở đây. Đây, cái chân V reference chia 2 chỗ này các em ạ. Đây này, cái chân chỗ này này. Đây, okay. Chân reference. Bạn nhớ chân reference chia 2 chưa nhỉ? Nó cắm một cái con biến trở này này, đúng nào? Để nó điều chỉnh cái điện áp V reference chia 2. Mà nếu mà khi mà nó điều chỉnh cái V reference chia 2 này thì có nghĩa là V reference nó sẽ thay đổi, đúng nào? Vậy thì cái khác ở đây là con V reference của con 0804 này, nó sẽ thay đổi một chút, nó biến thiên một chút, đúng không nào? Đúng không nào? Và giá trị của nó thì nó theo phụ thuộc vào như cái bảng này. Thứ nhất là nếu mà nó sẽ bằng 5. Reference của nó tối đa là bằng 5. Pin của nó đến 1. Bạn có hiểu không? Hello. Alo. Không hiểu về nói nhé. Cô sẽ dành cho các bạn 3 phút giải lao và đọc lại nha. Đọc lại cái bài hôm trước cô giảng về ADC, V reference là cái gì, nhanh khẩn trương lên. Không cô có giảng nữa thì làm sao các bạn cũng ngu ngao ngờ. Nào đọc lại đi, cô cho 3 phút.
chúng ta nhớ cái thứ nhất là về số bit, đúng không nào? Số bit thì nó sẽ liên quan đến cái giá trị đầu ra, số đầu ra nhá. Đấy, nốt lại cái ý như thế. Cái thứ hai là cái điện áp reference. Đây, cái điện áp reference là điện áp chuẩn, nó sẽ quyết định cái điện áp lớn nhất ở đầu vào đó. Mà điện áp lớn nhất ở đầu vào thì nó sẽ có mối liên hệ với lại giá trị số lớn nhất của đầu ra theo cái công thức mà cô đã làm ra đấy, cô đã nốt ở đây, đúng không nào? DAO thì sẽ bằng gì? Bằng 255, hay là công thức tổng quát của nó thì không phải là 255 mà nó sẽ là gì đấy, nó sẽ là n max đấy, đúng không nào? Hay còn gọi là 2 mũ n - 1 hoặc là 2 mũ n nha, 2 mũ n - 1 hoặc 2 mũ n. Đấy các bạn, ghi cho cô như thế, có hai cách tính có hai cách tính nếu mà cách chúng ta theo cách hai. Buôn đi thì cái này là mặt trận 88 cho nên là mình toàn sự toàn chứ thôi. Bạn nào không hiểu thì hỏi bạn Đức luôn nhá, để chúng ta học ở đâu nó chắc chắn lên đấy. Từ chữ A đi thì theo mà mặt trận 88 thì ấn ok nó ra mã luôn, mình copy vào thôi. Ok. Chúng ta nhớ 2 mũ n, đúng nào, thì nó sẽ là gì đấy, làm tròn xuống, có thế thôi, tức là nó hơn nhau có một giá trị thôi các em ạ. Đấy, đấy là cái gì đấy thể hiện mối quan hệ giữa gì, giữa cái DAO và cái UIN cộng với lại gì đấy giá trị lớn nhất của ADC, tức là n bit, đúng nào. Tuy nhiên cái UIN này ấy, là cái UIN lớn nhất, nó tương ứng với lại V reference nhá, V reference của ADC. Đó. Tất cả lòng ngoằng, đúng nào? Nhưng mà nó nhìn thì nó lòng ngoằng như thế, nhưng khi chúng ta đã hiểu rồi thì nó không có vấn đề gì cả nhá. Đó. Thế thì ở đây ví dụ như là trong trường hợp cô giải thích ở bên trên cũng thế, hoặc là ở đây là cô cũng đã viết nó khá cặn kẽ, đúng không nào, về cái mối quan hệ các bạn lưu ý cho cô là cái con LM35 ấy, cái giải độ giải mà nó đo được ấy là nó từ từ -55 đến 150 độ C cơ, đúng không nào. Còn tuy nhiên là cái giải đo của nó của từng người ấy thì là nó khác nhau. Ví dụ như tôi muốn đo một cái giải đo là nhiệt độ từ 0 đến 100 độ C thì tôi sẽ calib theo kiểu khác, tôi sẽ chuẩn hóa theo kiểu khác. Còn nếu mà làm sao đây, có những bạn là ví dụ ở đây là có hai con led chẳng hạn, thì là bạn ấy chỉ đo từ 0 đến 99. Bạn nào nói cho cô biết nào, nhanh khẩn trương. Chỉ đo, tôi là muốn đo là từ nhanh. Hiểu nào? Em cho cô điện áp chuẩn thì từ 0 đến 5V thì ứng với là từ 0 đến 255 trong một con ADC 8 bit ạ. Còn với nói lại ADC... nghe xem nào. Nói lại nghe xem nào. Cái áp chuẩn là gì nào? Em cô điện áp chuẩn thì là nó điện áp chuẩn từ 0 với từ 0 đến 5V thì ứng với 0 đến 255 của con ADC 8 bit ạ. Ừ. Thế thì đấy là riêng đối với ADC 8 bit, thế thì khái quát ấy. Khái quát nhất thì V reference hay là V chuẩn của ADC thì nó được hiểu như nào? Nó được hiểu là nó chuyển từ tín hiệu tương tự sang tín hiệu số. Hợp lý.
nó như nào để cho nó tổng quát nhất. Nó như nào để tổng quát nhất nhỉ? Đại thắng nào? Theo thắng thì hiểu như nào? À, em thưa cô, theo em thì ứng với các ADC có số bit khác nhau thì cái U-reference càng lớn thì cái D out ra nó càng lớn. Thì như thế thì cái giải đo nó lớn hơn thì nó sẽ giảm được sai số ạ. Cô chưa nói đến số bit của ADC, cô chỉ nói đến cái V reference thôi. Thực ra là cái V reference đấy nó có mối liên hệ với lại cái số bit thôi. Chứ còn nếu mà bản chất xét riêng đối với lại U chuẩn thì nó thực ra là nó không có cái ràng buộc, không có cái gọi là nhân quả hay là cái gì đấy ở đấy, đúng không nào? Mà cái U-reference nó liên quan đến cái đầu vào ấy, đầu vào điện áp ấy. Đúng nào? Cái số bit ấy nó chỉ là làm sao đây quyết định cái giá trị số ở đầu ra thôi. Các bạn có tin với cô là như thế không? Cô đã nói với em mà, đúng không? Cái số bit của ADC nó chỉ quyết định cái đầu ra số nó là bao nhiêu thôi. Từ 0 đến 2 mũ n trừ 1 thôi, đúng không? Đúng nào? Đó. Thế là nên đến là số bit. Thế còn cái điện áp chuẩn cơ thì nó quyết định cái gì? Nó quyết định cái gì? Hả? Vương nào? Thử cho cô biết xem nào, quan điểm của em xem có hiểu không nào? V reference điện áp chuẩn của ADC ấy, nó sẽ quyết định cái gì? Chúng ta nhớ cái thứ nhất có thể là hiển thị số hoặc có thể là hiển cái điện áp là từ 0 đến 5. Trường hợp này U của nó U của nó là ở đây thì nó sẽ bằng là Vương quyết định cái gì nhỉ? Quyết định chắc là kiểu điện áp đầu vào nhưng nó phải nhỏ hơn hoặc bằng 5. Đúng rồi điện áp đầu vào hôm trước đã nói rồi còn gì, không nói chỗ nào nhỉ? À cái phần số 2 ấy, nó chính là quyết định đầu vào U in hay chỗ này người ta ký hiệu là V in đây này các em ạ. À, đúng nào, của ADC. Đây cô nói lại nha, hình như chúng ta vẫn chưa tưởng tượng ra, đúng nào. Đây là một con ADC, đúng nào, nó có đầu ra là số đầu ra là số cô gọi là DL. Cô nói lại đấy nha, chỗ này cô đã nói rồi đấy nhưng mà cô nói lại thôi. DL hay người ta gọi là N đấy, D là digital đấy, out là output đấy, người ta ký hiệu là thường là DL như thế này để cho nó dễ hiểu, đúng nào. Đó, thế thì dựa vào số bit thì nó sẽ có cái số đường ở đây đầu ra. Nếu mà 8 bit thì là gì đấy, có 8 cái đường đầu ra gì, có đúng hay không? Nếu mà 10 bit thì là gì đấy, có 10 bit đầu, 10 đồng đầu ra trong trường hợp mà ra là đầu ra song song. Đầu ra song song nhé các em nhá. Thì nếu mà n bit thì sẽ có n đầu ra. Đây là trong trường hợp đầu ra song song, còn nếu mà đầu ra của nó là dạng nối tiếp thì nó lại chỉ có 1 đến 2 đường thôi. À, các bạn em ạ, à, nhớ cho cô cái chỗ này nha. Nếu mà đầu ra của ADC là song song thì số bit n bit ấy thì nó sẽ có n đường. N bit thì sẽ có n đường. Đúng nào, còn nếu mà ra nối tiếp thì nó chỉ có 1 2 đường thôi. Đúng nào? Ví dụ ở đây cô lấy ví dụ là ví dụ như ADC 0809 ở đây này, có 8 đầu vào này và đầu ra số là 8 bit này, 8 đầu ra này, em nhìn thấy không? Nhưng mà ví dụ đối với ADC MCP3204 nó là 12 bit cơ, nhưng đầu ra của nó lại là dạng gì đấy? Dạng nối tiếp. À, các bạn nhìn thấy chưa? Nối tiếp là cái gì đây? Cái tín hiệu ra của nó chỉ có cái chân này thôi này. Đó,
nó là dạng nối tiếp chứ nó không song song như con ADC 0809 hoặc là ADC 0804 đây, nó chỉ có DAO, nó chỉ có một đầu ra thôi đây này các em ạ. À. Đó, thì các bạn nhìn đây các bạn biết ngay là đầu ra của nó là dạng song song hay nối tiếp. Một đầu ra DAO và một đầu ra clock, nó cứ ấn nó cứ có một xung nhịp clock thì làm sao đây nó sẽ có một cái bit ra. Đấy, bạn nhìn thấy chưa? Nó là 12 bit đấy nhưng mà làm sao đây? Đầu ra là nối tiếp cho nên chỉ có hai đường thôi. Đúng nào? Day in, day out. Day out là đi ra từ vi điều khiển, còn day in thì ngược lại. Day in thì là gì đấy? Cắm đầu từ vi điều khiển vào đây. Đó, đây là đầu cả, ngược lại. Ví dụ thế. Chip select. Đó. Đây là gì đấy? 12 bit. Nhưng mà 12 bit này là nối tiếp. Còn đây là gì đấy? Con này. Ví dụ con này là ADC 0804 này cũng là 8 bit. Nhưng mà đầu ra của nó là song song. Nó là 8 bit này. Nhìn thấy chưa? Đó. Các bạn nhớ cho cô như thế nhá. Thế thì cái giá trị N đầu ra này là do số gì đấy, số bit nó quy định, đúng nào? Thì cô đã bảo là trong trường hợp cái giá trị đầu ra số thì nó sẽ đi từ gì đấy, từ 0 đến 2 mũ n, từ 0 đến gì đấy, 2 mũ n, đúng nào? 2 mũ n trừ 1 đấy, đúng nào? Và trong trường hợp là gì đấy, trong trường hợp nếu mà 8 bit thì chúng ta vẫn nói với nhau là nó bằng bao nhiêu? À, 8 bit thì chúng ta vẫn nói với nhau là nó là con số từ 0 đến 100 ha, bao nhiêu nhỉ? 255. Đúng rồi, 255. Nếu mà 8 bit thì nó sẽ đi từ 0 đến con số là 255. Nếu mà là 10 bit ADC trong AVR chẳng hạn, 10 bit thì đi từ 0 đến con số là 1023. Nếu mà ADC là 12 bit, 12 bit thì nó sẽ đi từ 0 đến bao nhiêu? 12 bit là 244 thì sẽ là 4096, thì sau nó sẽ là 4095. Đó. Ví dụ như thấy trong trường là bit. Nếu mà đứng cái hại xong đó thì làm sao đây? Để xem lại nhá, chứ còn ngồi cứ dương mắt lên thì chẳng có ghi chép gì, chẳng có ấy gì hay. Đến chúng ta lại quên hết mất nào, chẳng nhớ gì. Đấy, ví dụ như thế, thế là số bit nó quyết cái V. Đây cái đầu là chính là A0A1A2A3, chỗ này là chính là gì đấy, cái đầu trọng kênh ở dưới này, đúng nào? Đó, đấy là một đầu vào. Thế còn đối với ADC 0804 thì nó lại có mỗi một đầu vào thôi. Đây, đầu vào của nó là VIN đấy các em ạ. Đây này, cái đầu vào VIN cộng này. Đây, VIN cộng này. Đúng là chính là gì đấy, một đầu vào thôi các em ạ. Chỉ có mỗi một đầu in thôi, còn ví dụ ADC 080 ADC MCP 3204 này thì nó có 4 kênh. Các bạn nhìn thấy chưa? Tên của nó là CH1, CH2, CH3, CH4 này, 4 kênh như này. Em nhìn thấy. Nhưng mà cô chỉ dùng một kênh thôi. Ví dụ thế. Đấy. Tùy từng con nhá, nó sẽ có một đầu vào hay là nhiều đầu vào ở đây. Thế là cô gọi chung nó là đầu in. Cô chỉ vẽ một cái line nhỏ như thế này thôi, là bởi vì là nó là một đường chứ không phải là một bớt. Và tín hiệu của nó thông thường đầu vào của nó là UIN. UIN, đúng nào đây. Thì UIN là nó có giải, giải UIN được bằng là bằng bao nhiêu? Thì làm sao đây? Nó phải có giải của tùy từng con ADC. Và giải của nó bằng bao nhiêu thì làm sao đây? Nó sẽ quyết định bởi cái V-reference mà nói với các bạn từ hôm trước, tính là cái điện áp chuẩn. Đúng nào, V-reference hay là U-reference cũng là nó. Đúng là có chỗ là cái ký hiệu đó, U-reference, có chỗ người ta ký hiệu là V-reference. Thế là nó là điện áp chuẩn cực đại mà nó cho phép và đi vào ADC. Cái mức lớn nhất ý, nếu mà V-reference là 5V thì có nghĩa là điện áp đầu vào ở đây mức của nó là 5V, tức là giải của nó có thể là từ 0 đến gì đấy 5V, nếu mà lớn hơn thì là gì đấy không được. Đúng nào? Nếu mà V-reference ở đây là gì đấy là bằng 4V thì điện áp đầu vào tối đa nó chỉ là 4V thôi. Nếu này là gì đấy 1V hoặc là 2V thì điện áp vào tối đa của nó chỉ là gì đấy 2V thôi. Cái điều này sẽ làm sao đây? Sẽ phải
được biết đến đối với những người thiết kế. Tại sao lại vậy? Là làm sao nếu anh chuẩn hóa cái chuyện app này vào từ một cái con cảm biến đấy, đúng là một cái tín nào đấy thu vào chỗ này, mà điện áp vào của nó làm sao lại lớn hơn? Nó lại đi điện áp là gì đấy? Ví dụ điện áp chỗ này là từ, ví dụ từ 0 đến 50V cơ, thì làm sao nó vào được? Làm sao nó chuyển đổi được? Đúng nào? Thế thì cái khoảng mà từ 6V trở đi thì nó không có tín hiệu, làm sao nó chuyển đổi sang số được? Tín hiệu đấy lại quá lớn. Thế thì làm sao đây chúng ta phải suy giảm đi, là từ 0 đến chúng ta giảm áp đi, chúng ta giảm đi, đúng nào? Từ 0 đến 5V để cho nó vào đây được. Còn nếu làm sao đây, coi như tín hiệu của chúng ta từ tương tự số là làm sao nó đã bị sai lệch rồi. Có hiểu không nhỉ? Đó. Từ tương tự số làm sao nó đã có cái sự sai lệch rồi thì chuyển nắm gì? Chuyển thế thì làm sao đây có mà bị sai số rất lớn à? Thế nên là làm sao đây cái variable này, cái điện áp chuẩn của ADC này nó sẽ quyết định cái đầu vào. Và khi quyết định cái điện áp đầu vào này thì cái ông chuẩn chuyển đổi chuẩn hóa ở chỗ này này, ông phải làm thế nào cho cái điện áp đầu vào nó phải nhỏ hơn cái điện áp này, điện áp chuẩn, có hiểu không nhỉ? Được chưa? Các bạn đã hiểu chưa? Cố gắng hiểu nhanh lên nha. Rồi ạ. Thế sau đó thì làm sao đây? Cái điện áp chuẩn này thì làm sao nó lại liên quan đến cái DA một xíu. Là như thế này. Ứng với cái điện áp lớn nhất ở đây. Đây, cái điện áp lớn nhất ở đây đầu vào là 5V. Thì cái giá trị đầu ra lớn nhất trong trường hợp này là 255. Có đúng đấy không? Thì từ cái này chúng ta sẽ suy ra được cái mối liên hệ giữa Uin và gì đây? Và DA. Đấy, chúng ta sẽ tìm được mối quan hệ này. Như cô đã nói hôm trước ấy. Được chưa? Nếu mà làm sao đây 10 bit thì là gì đấy? Nó lại là mối quan hệ gì đấy? 5V đầu vào thì nó lại là 1023 đầu ra cơ. Cái chỗ này đã hiểu chưa? Cái chỗ mối liên hệ giữa Uin và DA này là cô đã nói từ trước rồi nha. Được rồi. Chưa? Rồi. Ok chưa? Đấy. Ví dụ như thế. Tức là làm sao nó có mối ràng buộc như thế. Thế bây giờ giả sử như là reference của cái con ADC này nó có 2V thôi. Mà ông táng thẳng cái điện áp từ 0 đến 5V thì có nghĩa là làm sao từ 3V trở đi thì nó không đo được thôi. Nó không chuyển sang số được. Vậy thì mất tín hiệu. Thế thôi. Thế ông phải làm sao giảm nó đi, suy giảm đi từ 0 đến 2V. Bằng cách làm sao chúng ta có một cái hệ số suy giảm K nào đấy. Thì đến khi mà con cái đầu này, cái tín hiệu này nó vào con vi điều khiển. Đây, cái tín hiệu đầu vào số này. Nó vào một con vi điều khiển ở đây. Thì con vi điều khiển lại phải tính lại thôi. Là làm sao đấy khi ông đã suy giảm đi K lần và nó ứng với cái giá trị D ở đây. Cái giá trị số là D ở đây. D gì gì đó ở đây, tôi đọc được. Thì từ cái D này tôi lại phải nhân lên, tôi khuếch đại lên là gì đây? Bây giờ tôi giảm chỗ này là K lần thì tôi phải nhân lên chỗ này là K lần, đúng không? Để nó về cái giá trị cũ. Có đúng không? Về cái giá trị cũ nó mới suy ra cái giá trị giờ cần đo. Là nhiệt độ hay độ ẩm hay là áp suất hay là áp ở đấy. Cái thông tin cần đo, cái thông số cần đo. Đúng nào? Sau đó làm sao đây? Nó mới làm sao? Nó mới hiển thị hay nó mới lưu trữ gì đó. Đúng nào? Thế đây, ví dụ như nhiệt độ ở đây. Cô nói với các bạn như này cho nó dễ hiểu. Thế ví dụ bây giờ nhiệt độ là 50 độ C ở đây. Nếu mà làm sao nhiệt độ là 50 độ C ở đây thì rõ ràng là làm sao tôi muốn là làm sao đây, cái con vi điều khiển này nó phải đưa ra tín hiệu ra LCD hay ra LED ở đây là 50 độ. Có đúng đấy không? Có đúng là cái mình mong muốn là như thế này không? Có đúng không? Vâng ạ. Được chưa? Nhưng mà ví dụ 50 độ ở đây nó thông qua cái con cảm biến đầu ra của nó mới có 50 mV mà. Đầu ra của nó 50 mV mà các em. Đúng không? 50 mV thì chúng ta tưởng tượng là nó sẽ chỉ nhỏ bằng bao nhiêu? Đây là trong trường hợp này chúng ta phải khuếch đại. Nó là 0,05V. Bé quá. Cái điện áp đầu vào là những 5V mà bây giờ cái cực đại của ông là chỉ đến từ 0 đến 50 độ là từ 0 đến 50 mV mà như hôm trước cô đã bảo rồi, nếu mà để cái điện áp này vào thì làm sao đây sai số rất lớn rồi. Ông phải khuếch đại lên. Ông khuếch đại lên 100 lần. Ông khuếch đại lên là gì đấy? 100 lần. Đúng nào? Thì nó sẽ tương ứng với con số đầu ra này bao nhiêu? Thế nào đến chỗ này khi mà chúng ta được cái giá trị D out này thì chúng ta lại phải chia cho 100 lần. Đúng nào? Chia cho 100 lần xong làm sao đây? Chúng ta quy đổi ra làm sao đây? T nó phải bằng là gì đấy? 50 độ. Đúng nào? Sau đó chúng ta mới hiển thị đây là 50 độ. Thế ở đây không phải là giá trị nhiệt đo nhiệt độ. Mà bây giờ tôi đo cái giá trị điện áp là ví dụ như là 500V. Đo chưa? Đúng nào? Không thể vào được. Đúng nào?
thì tôi phải là gì đấy, suy giảm đi, tôi chia cho 100 lần, chia cho 100 lần bằng cách phân áp. Đúng nào, chia đi 100 lần thì là gì đấy? Điện áp từ 0 đến 100V, 500V thì nó sẽ thành là điện áp từ 0 đến gì đấy? Đến 5V vào ADC, được chưa? Vào ADC được cái giá trị DA ở đây, thì làm sao đây, khi chúng ta có DA ở đây rồi, chúng ta đo được cái DA ở đây rồi, thì con vi điều khiển nó phải làm cái trò là làm sao đấy, nó phải nhân lên một gì đấy, 100 lần, đúng nào? Để làm sao nó ra được cái giá trị đo là thực tế là 500V chẳng hạn, để nó hiển thị. Đấy, nó có cái mối ràng buộc như thế. Thế nhá các bạn nha. Ok chưa? Đấy. Đây là gì đấy? Cô mới nói là đối với con ADC 0804 ấy, nó khác ở điểm nào? Nó khác ở điểm là làm sao đấy? Là cái V-reference của nó không như con ADC khác, mà nó có thể là nó được chọn bằng cái thơ giá trị bất kỳ ở đây. Đúng không nào? Nếu mà cái chân V-reference J2 này mà không nối thì có nghĩa là địa giải điện áp của nó là đầu vào từ 0 đến 5V, có nghĩa là V-reference của nó sẽ bằng 5V. Nếu mà điện áp V-reference J2 mà bằng 2 thì giá trị điện áp đầu vào sẽ là từ 0 đến 4, có nghĩa là V-reference, tức là điện áp chuẩn của nó bằng 4. V-reference J2 mà bằng 1,5 thì có nghĩa là V-reference nó sẽ bằng 3, tải điện áp nó vào từ 0 đến 3. Các em có hiểu không nhỉ? Được chưa? Đấy, đây là cái gì đấy? Đây là các cái đầu V-reference J2 này, có nghĩa là điện áp V-reference, điện áp chuẩn của ADC nó sẽ phụ thuộc vào cái chân V-reference J2 ở đây, cho nên các bạn mới nhìn thấy là nó có một con biến trở ở đây để nó chỉnh điện áp ở đây để làm sao tạo ra cái V-reference mong muốn. Đúng không nào? Đấy, cái khác là như thế nhé. Bạn nhớ cho cô cái. Thế trong trường hợp này thì làm sao đây, ứng với mỗi cái V-reference thì nó lại có cái step size khác nhau. Đúng là tại sao nó lại có step size khác nhau? Nó quy đấy. Nó quy đổi đấy. Cái anh Ngọc Tiến này không biết anh làm cái trò quái quỷ gì mà anh cứ ao rao vào. Từ nãy đến giờ anh ấy ao rao vào 4-5 lần rồi. Biết có học hành cái gì không? Ngọc Tiến. Tiến ơi. Ngọc Tiến, Nguyễn Ngọc Tiến. Nguyễn Ngọc Tiến đang làm cái gì? Tại mà ngày hôm nay lát quá đây là nó cứ ao ra hoài ạ. Có một tiết thôi mà em ao ra đến 4-5-6 lần, đến nay đi học hành cái gì? Thế đây các bạn nhìn ở đây, cái con số này là lúc thì người ta chia cho 255, lúc thì người ta chia cho 256 nhá. Các bạn lưu ý cho cô cái, và cô đã bảo các bạn rồi, nếu mà chia cho 255 thì làm tròn lên, chia cho 256 thì làm tròn xuống. Cô nói chỗ nào nhỉ? Hình như là cái slide của cái phần 2. Nhớ nhá, ghi vào đây cho cô nhá, không lại bảo là lúc thì làm sao chia cho 255, lúc thì lại chia cho 256, đúng không nào? Đó. Thì nó chia ra như này để làm sao nó sẽ tính cái kích thước bước. Đúng không nào? Được chưa? Ứng với lại điện áp vào là bao nhiêu thì cái giá trị số đầu ra nó sẽ là bao nhiêu đấy, đúng không nào? Đây là một cái bài tập ví dụ trong trường hợp mà đối với NM335 V-reference mà bằng 1,28, V-reference 1,28 thì có nghĩa là cái đầu VI của nó là từ 0 đến 2,56, 0 đến 2,56 thì có nghĩa là từ cứ 10mV thì là một step size. 10mV là một step size có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu mà điện áp vào từ 0 đến 10mV thì nó là con số DA nó sẽ là bằng 1, đúng không nào? Còn nếu mà ở đây đây, nếu mà từ 0 đến là mức thấp nhất, đúng không nào? Từ 0 đến gì đấy 10mV thì nó sẽ ra là mức thấp nhất là bằng 0, DA bằng 0. Nếu mà làm sao đây? Ôi trời ơi. Hello các bạn ơi, cái máy tính của cô đang chuẩn bị nó bị sập nguồn. Hết pin, cô chuyển cái hot cho Vương nhá. Vương nhá, Vương giữ cái ấy cho cô nhá. Vương giữ cái phòng học cho cô nhá. Các bạn ngồi các bạn nghiên cứu một chút đi. Bởi vì cô phải đi chuyển cái thiết bị cái. Vương là số bao nhiêu nhỉ? Số 55.
Ok. Ôi, máy tính của cô nó sắp hết pin rồi. 5 năm rồi, ok. Cô chuyển hot cho Vương nha. Nếu mà cô có bị sập quần thì Vương nó giữ cái phòng học cho cô cái. Rồi đấy thì trong trường hợp nếu mà cái gì nhỉ, đến đâu rồi nhỉ? Đó. Nếu mà điện áp giải từ 0 đến 10 mV thì là gì đấy, DA nó sẽ bằng 0. Nếu mà giải điện áp từ 10 mV đến 20 mV thì là DA nó sẽ bằng 1. Từ 20 mV đến 30 mV thì là gì đấy, cái DA bằng 2. Hoặc là từ gì đấy, từ đến con số là 2560 mV, tức là 2,56V ấy, 2,56V thì là gì đấy, cái giá trị đầu ra ao nó sẽ bằng là gì đấy, nó đầu ra số của nó sẽ là bằng 255. Cho nên người ta gọi là step size là như thế. Step size có nghĩa là kích thước bước là ứng với lại gì đấy, giải điện áp đầu vào tương tự từ đâu đến đâu thì nó sẽ ứng với đầu ra số từ đâu đến đâu. Được chưa nhỉ? Các bạn có hiểu cái chỗ này không? Alo? Có. Alo. Có hiểu không? Không hiểu thì phải hỏi lại nhá. Hello. Có không? Rồi đây là một cái mạch ví dụ. Mạch ví dụ như là cô sẽ dùng con LM35 ở đây, cảm biến nhiệt độ LM35. Sau khi cô dùng cái mạch khuếch đại chuyển đổi chuyển hóa ở đây thì điện áp đầu vào ở đây là nó từ 0 đến 4V, V-dependent bằng 5. Cô chỉ lấy từ 0 đến 4 thôi, cô không chuyển hóa đến 5, đúng không nào? Đầu ra số nó ở đây và nối với vi điều khiển. Đó, nào ví dụ một cái mạch. Tiếp theo là đo gì đấy, đo độ ẩm. Đo độ ẩm thì nó có nhiều cái phương pháp đo. Phương pháp đo thì các bạn lưu ý là có nhiều phương pháp đo, tuy nhiên là chúng ta hay dùng nhất đến là đo độ ẩm tự phương pháp điện dung. Đúng không nào? Các bạn cứ tưởng tượng là cái chất điện môi ấy, đúng là trong trường hợp nếu mà thời tiết nó khô ấy, đúng không nào? Thì cái hằng số điện môi nó rất là cao, đúng nào? Còn như cách điện ấy, đúng nào? Còn nếu mà giả sử thời tiết nó ẩm ấy thì cái hằng số điện môi của nó giảm xuống, là cái điện dung của nó giảm ấy, thay đổi ấy, đúng nào? Cái giá trị điện dung nó thay đổi. Các bạn biết rằng ví dụ giữa hai bản tụ làm cho cái điện trở của nó rất lớn thì là gì đấy, hai cái bản tụ này nó sẽ gần như cách điện với nhau, nó không có dòng rò lên, không có dòng rò đi sang bản bên kia. Đúng nào? Thì đấy là tụ tốt. Còn nếu mà làm sao đấy trong trường hợp mà môi trường ẩm, không khí nó ẩm, đúng nào, giữa cái lớp mà, điện môi đấy mà làm sao đấy nó thay đổi, đúng nào, nó có thể dẫn đến một cái dòng rò, đúng nào? Đó. Thế thì người ta có thể dựa vào cái giá trị điện dung, đúng nào, để người ta có thể xác định được là gì đấy độ ẩm của cái môi trường cần đo. Và tiêu biểu nhất của cái con IC mà chúng ta hay dùng đấy là con HS1101 nha. Đo được ẩm. Cái này là cái gì đấy? Mạch tạo xung L555 nhé. Con tạo xung chúng ta, nếu mà chúng ta học môn điện tử ở công nghiệp 1 thì chúng ta bắt gặp một cái mạch tạo xung là L555. Đó. Con này là con IC L555. Thì cái giá trị xung đầu ra nó sẽ phụ thuộc vào một số các cái tụ điện. Trong đó thì là gì đấy, có những cái tụ điện mà nó sẽ dùng cái con HS1101 này, cái chỗ này đóng vai trò là tụ điện, đúng không nào? Con IC này, con lấy con này vào đây, đây
hình ảnh của nó đây. Đấy. À, nó có hai chân, nó sẽ cắm vào cái chân HS này. Đúng không nào? Đấy, các bạn tưởng tượng nó cắm vào cái chân HS này, HS này thì nó vào chỗ này. Cái đầu xin lỗi các bạn là đây nó cắm vào đây rồi. Nó cắm vào đây. Đúng không nào? Hai chân nó vào hai cái chân này, còn cái này nối với vi điều khiển nha. Đây là đầu ra. Đây là xung ra. Đây là tín hiệu xung ra. Đúng không nào? Khi mà độ ẩm nó thay đổi thì xung ra này nó cũng thay đổi. Xung ra này thay đổi thì nó sẽ có thể là suy ra được gì đấy. Suy ra được cái giá trị điện dung và suy ra được cái độ ẩm. Xung ra ở đây, cái chỗ này nối với này, cái chân HS ở đây. Này nối với chân HS ở đây. Và cái chỗ này thì chúng ta nối vào con vi điều khiển. Đây, chúng ta nối với con vi điều khiển. Vi điều khiển, đúng nào. Để đo cái tần số xung, đo cái F ở đây, tần số xung ở đây, mà F thì là gì đấy, nó sẽ bằng là một cái hàm G chẳng hạn, đúng nào, của tụ điện C, mà tụ điện C thì là gì đấy, lại là hàm của tụ điện C nhé, C, mà C thì là hàm của gì đấy, của độ ẩm, đúng nào. Vậy là cô viết bằng F của gì đấy, độ ẩm. Thì người ta sẽ suy ra mối quan hệ này. Chúng ta muốn xác định nó bằng bao nhiêu thì cái này là xung nhá, xung đầu ra nhá, đúng không nào? Đó. Thì chúng ta sẽ tra cái data sheet của cái con này HS101 để chúng ta có một cái hàm thể hiện cái mối quan hệ này nhá, đúng không nào? Cái hàm này chúng ta tra data sheet. Đây tờ sheet. Của IC F1101. Các em ơi, hôm nay sẽ nghỉ trước 2-3 phút nhá, bởi vì là cái máy tính của cô nó sắp sửa hết pin rồi. Vâng. Ok. Nhá. Xong hôm sau cô sẽ bù cho các bạn sau nhá. Dạ vâng. Thì cô cảm ơn các bạn nhá. Cô stop xe đây. Các bạn đọc trước bài cho cô nhá. Các bạn ơi, các bạn về các bạn đọc trước bài cho cô.